À, anh em mình thì lên đây lên các cái diễn đàn thì chia sẻ rất là nhiều, nói chung là phản biện nhiều. À, cái luận điệu xuyên tạc của cái đám mà chống phá thì hầu như là có bao nhiêu đó thôi, vài cái chủ đề nó nói đi nói lại chúng ta cũng cũng phản biện rất nhiều. Và hôm nay thì nhân cái việc mà cái trường hợp của anh Mạnh rồi rồi em cũng 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 liên hệ thêm một số cái người con nước Việt mình, nó làm được cái việc rất là, nói chung nó không lớn nhưng mà nó lan tỏa rất là nhiều. Đó. Cái hình ảnh người Việt Nam của mình nó ra thế giới. Thì hồi nãy em cũng đã chia sẻ nói sơ là cái trường hợp của bạn trẻ mà Quang Linh ở Nghệ An. Thì em coi rất là nhiều những cái clip của Quang Linh làm. Đó. Nó không có gọi là, nó mang đậm cái tính nhân văn. Không phải là một lần huy động hay là đi ủng hộ được bao nhiêu tấn gạo hay là đi ủng hộ được bao nhiêu triệu, nó không phải vậy. Mà cái hành động của Quang Linh này nó xuất phát từ cái tấm lòng của một con người với con người thôi. Và hơi tốt, nó đẹp ở cái chỗ là anh ta là người Việt, cho nên là chúng ta lại là thấy rất là tự hào. Đó. Anh Quang làm, nói chung ban đầu thì qua đó làm để kiếm ăn kiếm tiền tha phương cầu thực, nhưng mà khi qua đó anh ta làm, anh ta có dư thì anh ta mới thấy được những cái người dân bản xứ ở đó họ còn khổ, họ còn vất vả, họ còn thiếu thốn rất là nhiều, cho nên là anh ấy đã giúp giúp rất nhiều bằng nhiều cách, nói chung là hướng dẫn trồng rau rồi đào giếng khoan giếng rồi những cái gì mà trong tầm tay anh ấy giúp được. Và vừa rồi tôi có coi một cái clip là anh ta hỗ trợ cho anh bạn mà thân tên là Lido á, xây một cái nhà. Ở cái nhà nhìn cũng cũng nói chung là nó cũng tương đương với cái nhà tình thương ở Việt Nam thôi, nhưng mà cái nhà đó là cái nhà mà đẹp nhất, Đối với người đẹp nhất trong thổ dân khu châu vực Phi đó, đó là biệt thự đấy đúng không? đẹp Anh cũng nhất. xem cái clip đó rồi làm không? Đúng rồi, có nghĩa là họ 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 vui lắm, từ bà Chắc nội rồi nào tới chắc bố, tới chỉ anh chị các em kiểu ấy của Lido là đến đối với người châu Phi cái đó nó là một cái biệt thự đấy, không phải đơn giản đâu. đó. Đúng rồi, thì bây giờ Nhà cái số nó tiền thì chỉ có ở Việt Nam 150 chắc triệu cũng thôi, cho nó tí tương trăm đương triệu cái rồi. nhà tình thương Thì vì họ 150. ở nhà lá, nhà đất không mà có cái nhà xây bằng Cái gạch đất, đó là một cái biệt thự đúng mơ rồi, ước đấy chứ không phải đơn giản họ ở thì đâu. không khác gì cái người, người cái bộ lạc nguyên thủy hoặc là mấy cái nhà đất đắp đắp lên rồi cái mái bằng lá đó. Để chúng ta thấy xây được cái nhà thì từ cái từ cha rồi anh chị em đến là ai cũng rất là xúc động và cảm ơn. Nhưng mà vừa rồi em coi một clip mà bà nội của Lindo đến và bà ấy nói những cái câu mà thật sự em thấy mình rất là tự hào, tự hào thay cho Quang Linh đó. Là vì bà nội của Lindo nói mà nè, ngày xưa tôi còn trẻ đó, tôi đi làm cho cái người da trắng, người người châu Âu đó, những cái kẻ mà đến để mà khai thác thuộc địa đó, chiếm đó. Và chưa bao giờ họ xây cho chúng tôi một cái nhà như vậy đó. Và bà ta ví Quang Linh là đây này, đây là Chúa nha. Tôi xin lỗi những người lỡ có ai theo đạo ở đây mà có nghe thì tôi nói theo cái lời của bà nội của Quang Linh. Quang Linh không phải là người mà Quang Linh là Chúa. Bởi sao ạ? Chỉ có Chúa mới làm được những việc đó. Tại vì họ hầu nhất là họ được truyền giáo và truyền đạo, họ theo theo đạo hết. Nhưng mà đến hôm nay nhà cửa họ vẫn y như cách đây hàng trăm năm, vài trăm năm, vài thế kỷ trước. Nó không khác gì hết. Đó. Nhưng mà Quang Linh đến làm được những cái việc đó thì họ rất là cảm kích. Cái này á nó không lớn nhưng mà cái việc làm này nó đã tác động rất là sâu sắc đến cái người dân ở đó và cái người Việt Nam mình trong nước mình, nếu mà ai đã theo dõi là thấy được đây là và cũng là một cái hành động rất là đẹp, đẹp lắm, mà xã hội cần phải có nhiều như vậy. Tất nhiên là mỗi người họ sẽ làm một cách, nhưng mà ai cũng làm được những cái việc nhỏ thôi, không cần đao to búa lớn, thì cái xã hội này càng ngày nó sẽ càng đẹp lên đó. Cái đó cái sự lan tỏa mà.
Sẵn đây thì mình chia sẻ những một vài cái trường hợp. Tất nhiên trong xã hội còn rất nhiều những người tốt, họ âm thầm, họ lặng lẽ, họ không người ngoài không biết đâu. Nhưng mà mình thì thấy những những cái anh bạn như vậy á, thì mình rất là gọi là tự hào là vì là người Việt Nam thôi. Mình cũng muốn làm như vậy nhưng mình đâu có làm được như anh bạn Quang Linh hoặc là anh Lâm Bạch này đâu. Cũng tiếp cái câu chuyện của Nam Phong thì mình cho một cái ý này, thì cái cộng đồng châu Phi có một cái vị gọi là mình cứ gọi chung là giáo sĩ linh mục của cộng đồng Thiên Chúa ấy, thì họ theo Chúa về sau họ nhận định ra, họ đã được cái giải Nobel hòa bình nhé, xong về sau họ nhận định ra thì họ nói một câu rất nổi tiếng: mọi người Thiên Chúa giáo buồn thì mình chịu. Cái ông ấy là Duterte, à không phải Duterte, ông ông ấy tên là gì, ông nói một câu thế này, cái ông linh mục của cái châu Phi, ông nói là chúng tôi có đất đai và họ có kinh thánh trên tay, họ trao cho chúng tôi cái cuốn kinh thánh và chúng tôi nhắm mắt lại cầu nguyện, khi chúng tôi mở mắt ra chúng tôi có cuốn kinh thánh và họ có đất đai của chúng tôi. Cũng như để nói đến cái việc mà một người Kitô giáo ở mà họ là linh mục, là giáo sĩ của cái vùng châu Phi đấy, họ đã nhận ra cái bản chất đó. Và trước giờ chúng ta chỉ biết là biết quá rõ là nhà nước Việt Nam mang lương thực, lúa gạo và sự phát triển nông nghiệp đến cho châu Phi, chứ không mang bom đạn, thậm chí là mang 3G, 4G đến cho châu Phi, đúng không? Thì những cái việc đó là cái những việc chiến lược của nhà nước thì chúng ta không nói gì, nhưng đến giờ Nam Phong chỉ xem được một cái kênh của bạn ấy là người Việt Nam châu Phi thôi, mình lại xem nhiều cái bạn khác ở châu Phi, ở Việt Nam, họ dạy trồng rau, họ làm nhiều thứ, nhưng mình nói này, đến người dân bình thường họ còn làm những nghĩa cử mà đến người ta tôn vinh là Chúa thật. Không phải một cái kênh bạn mạnh đâu, có mấy kênh nữa cơ. Mình xem có một vợ chồng bạn nữa hay đến quan tâm, rồi là hướng dẫn, rồi là chăm sóc những cái người đấy, rồi là chia sẻ những cái cuộc sống châu Phi, rồi là này kia, thì người châu Phi giàu thì không có vứt hoa chuối đi, bạn kia bạn nói hướng dẫn là hoa chuối thế này bạn nên cho tôi và tôi làm những món ăn cho bạn ăn thử, thì bạn sẽ tận dụng lại được cái đấy. Nhiều bạn đang làm kênh ở châu Phi, mình thấy những người dân ở Việt Nam đến đấy rất là được người châu Phi nể trọng. Mà cái quan trọng nhất là kể cả cái quân đội Việt Nam khi mà đến châu Phi thì chúng ta biết đấy, hai phe người ta có thể kỳ thị cả cái lực lượng bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng riêng người Việt Nam thì họ lại rất là tôn trọng. Thì chúng ta biết là cái sự tôn trọng của người Việt Nam nó được nâng cao cái giá trị trên toàn thế giới, nhưng mà cái quan trọng nhất là ở châu Phi thì cái nước kém phát triển nhất, ít thông tin nhất, thì họ lại biết được đến Việt Nam. Nhưng mà chính ra mình nói lòng vòng thế là nói ở cái chỗ này, ở châu Á, châu Âu họ thừa biết Việt Nam như thế nào, nhưng mà họ luôn luôn có cái sự kỳ thị và muốn xóa nhòa những cái mà cái điều tử tế của người Việt Nam, đúng không ạ? Chứ không phải là họ không biết. Thì Lê Trọng Tình với Tấn Phát có cái gì góp ý vào cái chủ đề của Lâm Phong đưa ra thì hai bạn có thể bổ sung thêm. Tôi đi. Em thì cũng đồng ý với ý kiến của các anh đó, tức là những cái bạn người Việt của chúng ta sang châu Phi giúp đỡ những cái người dân châu Phi, thì chúng ta không phải là chỉ giúp đỡ về mặt vật chất mà chúng ta còn giúp đỡ về họ, cho họ cái phương pháp, những cái phương pháp rồi những cái cách thức trồng trọt, xây dựng để họ có thể tự vận động. Khi mà chúng ta không còn giúp đỡ họ nữa, chúng ta quay về nước đó, thì họ có thể sử dụng những cái phương pháp đó, những cách thức mà chúng ta chỉ dạy đó, họ có thể tiếp tục để phát triển như là xây dựng cái đời sống của họ. Thì em thích là cái người Việt chúng ta làm như vậy, tức là chúng ta cho thêm họ cái cần câu để họ có thể vận động trong cái cuộc sống, có thể làm được tốt hơn, khi mà chúng ta rời đi thì họ vẫn có thể mà làm được. Và cái thứ hai á, là em rất là thích ở chỗ anh Quang Linh ảnh làm ở cái clip đó, là ảnh luôn luôn là có một cái đội nhóm, luôn luôn là mặc cái áo đỏ, cờ đỏ sao vàng,
Anh làm những cái hoạt Đúng động là rồi, hầu như anh thích nhất gì đấy, có mấy người đang làm clip nhưng mà không mặc Dương Quang Linh là mình thích. Họ 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 theo tôn trọng cái giá trị cờ đỏ sao vàng là quan trọng nhất. theo em là anh Quang Linh muốn 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 đưa ra một cái thông điệp á, là cái Ok tâm Ngọc Lam đang nói chuyện về châu Phi, Quý Tị sẽ chuyển sang cái chủ đề Viettel đang có khó khăn ở Miến Điện, là anh mới Tấn Phát hồi chiều đã nói bảo nói chủ yếu về cái chủ đề đó nhưng mà đang phân tích ở châu Phi chút cô giáo nhé. Ừ, tiếp đi em. thì theo theo em là cái việc mà mình mặc cái áo cờ đỏ sao vàng, mình thực hiện những cái điều tốt đẹp đó, nó sẽ gây cái cảm hứng rất là lớn cho chính cái người Việt của chúng ta ở trong nước nữa, cảm thấy được cái sự tự hào khi mà những người con đất Việt luôn luôn có được cái sự nhân đạo, không chỉ với cái dân tộc của mình mà với những cái dân tộc khác. Và cái thứ hai là cũng là coi như là cũng đưa đến cái cảm hứng cho cả những cái người châu Phi, họ biết về người Việt Nam, họ hiểu về cái sự nhân đạo của người Việt Nam, những nét đẹp của người Việt Nam được truyền tải. Và theo em nghĩ là anh Linh ảnh nghĩ như vậy nè, ảnh mặc chiếc áo đó thì ảnh sẽ giúp cho cái người khác, người ta nghĩ rằng là những cái việc này không phải là cái cá nhân ảnh làm mà là của dân tộc Việt Nam làm đối với người châu Phi. Cái hay của ảnh là như vậy. Nếu mà theo em nghĩ đó là một cách PR khôn khéo của ảnh. Nếu mà thật sự không biết ảnh có ý như vậy không, nhưng mà em nghĩ là đó là một cách PR khôn khéo của ảnh, có nghĩa là giúp cho cái hình ảnh của Việt Nam quảng bá lên, mặc dù là cái đó là chưa chắc là chính phủ chúng ta giúp, chỉ là cái bản thân ảnh ảnh làm thôi. Nhưng mà cái việc mà ảnh mặc cái áo đó thì sẽ vô tình làm cho người nước ngoài, những người châu Phi sẽ nghĩ có những cái cảm tình rất là tuyệt vời với đất nước của chúng ta. Thì em nghĩ cái đó là cái hay của ảnh, cái quảng bá cái văn hóa, quảng bá cái con người Việt Nam đến với nước khác. Tiếp câu chuyện về châu Phi ấy, thì mình có kết bạn cái nick Facebook của chị Nguyễn Liên Liên Nguyễn, sĩ quan gìn giữ hòa bình châu Phi ấy. Hôm nay nhớ không nhầm thì chị đã về là về nước rồi, thì trên page của chị thì thường xuyên đăng những hình ảnh mà chị tiếp xúc với dân châu Phi, người dân châu Phi ấy. Sau một thời gian thì nào là thấy vườn hoa, nào là thấy vườn rau, nào là thấy ruộng đỗ, nói chung là những cái cách mà chị đấy với cùng với đồng đội ấy, hướng dẫn cho người dân châu Phi người ta làm để người ta có thể cải thiện thêm cái đời sống của họ, cũng kèm theo đó là cuộc sống của người châu Phi ở cái khu vực của chị đấy làm ấy, là chị cũng diễn tả cái cuộc sống của họ như thế nào, ăn như thế nào, ở như thế nào, và khi những cái việc làm của chị ấy, nó có hiệu quả như thế nào, và tình cảm của họ đối với chị ấy nói riêng và sĩ quan thì giữ hòa bình của người Việt Nam nói chung, hoặc là nó hình ảnh nước Việt Nam nó lan tỏa đến họ rất là nhiều. Và cũng như Quang Linh thì thôi, chị đi đâu thì thường vẫn là cái áo cờ đỏ sao vàng rất đẹp, rất là trân trọng. Khả năng là năm nay chị đã hết hết hạn làm việc trên đó, chị về nước rồi. Cái việc có chắc là hình ảnh của còn nhiều, nhưng mà đồng đội của chị vẫn thường hay gửi ảnh, xe ảnh về. Nếu các bạn, mọi người mà muốn quan tâm đến đấy thì cứ tìm cái nick Facebook Nguyễn Liên, nó không biết trung tá hay là thượng tá gì đó, sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc người Việt Nam, trong phái bộ ở ở Nam Sudan. Sudan, Nam Sudan hay gì đó.